Hôm nay, mời các bạn cùng xem Game.com đến với rất nhiều thông tin nóng xoay quanh tựa game Liên minh huyền thoại. Riot ấn định thời gian ra mắt đấu trường chân lý mobile. Dopa bị ám ảnh cưỡng chế với con chuột xài 8 năm. T1 lên ngôi ông hoàng cá khịa làng eSports. Mới đây, chiếc cúp vô địch MSI đã chính thức về tay G2 eSports. Ngay lập tức, nhà đương kim vô địch Bắc Mỹ lên mạng khoe chiếc cúp thế giới đầu tiên mình sở hữu, cùng với đó là dòng trạng thái. Chiếc cúp MSI này trông không đẹp lắm nhỉ? Dĩ nhiên, nhận cúp về nhà thì ai cũng chẳng vui, nhưng cảm xúc của G2 eSports chắc chắn sẽ phải thay đổi hoàn toàn khi chứng kiến bài viết mới của T1. Chỉ 4 tiếng sau khi bức ảnh của G2 được đăng tải, T1 quyết định khoe bộ sưu tập cúp của đội có nhiều thành tích nhất lịch sử Liên minh. 3 cúp vô địch thế giới, 2 cúp vô địch MSI. Dĩ nhiên, thời điểm hiện tại thì bất kỳ đội tuyển nào cũng phải chịu thua trước bộ sưu tập của T1. May mắn cho các đội tuyển khác khi T1 chưa khoe tất cả những gì họ có. Chắc hẳn 8 cái cúp vô địch LCK thì quá là điều bình thường với T1 rồi. Ghét nhau là thế nhưng dẫu sao G2 và Cloud9 cũng là đồng đội chung chiến tuyến ở phương Tây. Đội tuyển Bắc Mỹ quyết định cà khịa T1. Tuy nhiên, đây là quyết định rất sai lầm. Đoạn hội thoại giữa Cloud9 và T1 như sau. Cloud9: được rồi, thế ông đã có cái cúp vô địch LCS nào chưa? T1: chỗ đầu ra nữa, tay cầm toàn cúp xịn hơn hết rồi. Nhưng thế ông đã có cái cúp LCS nào chưa? Thế ông có cúp LCK không? Nhưng bọn tôi hỏi trước, những cúp của bọn ông cũ lắm rồi, năm nay cố mà lấy cái mới đi nhá. Sau pha phản đam cực mạnh của T1, Cloud9 chỉ biết lẳng lặng rời đi. Chắc hẳn đây sẽ là kinh nghiệm quý báu cho Cloud9. Đụng vào ai không đụng, lại đụng vào đúng đội sở hữu nhiều cúp nhất thì cà khịa làm sao được. Riot công bố ngày ra mắt chính thức đấu trường chân lý mobile. Riot đã chính thức xác nhận đấu trường chân lý mobile là tựa game đầu tiên của nhà phát hành này trên điện thoại di động. Ngày phát hành của đấu trường chân lý mobile cũng đã được ấn định là 19 tháng 3 2020, rơi vào khoảng 20 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Tựa game này sẽ được phát hành trên cả hai hệ máy, Android và iOS. Đấu trường chân lý mobile sẽ kết nối với đấu trường chân lý PC và game thủ trên các nền tảng này hoàn toàn có thể thi đấu cùng nhau mà không gặp trở ngại gì. Cấu hình đấu trường chân lý mobile cũng là thứ mà game thủ quan tâm. Hiện tại, đấu trường chân lý mobile chưa cho phép game thủ tùy chỉnh đồ họa phù hợp với cấu hình máy, nên game thủ chỉ còn phụ thuộc vào thông số trên máy mà thôi. Dưới đây là cấu hình đấu trường chân lý mobile dành cho hai hệ điều hành Android và iOS. Với thiết bị Apple, cụ thể là iPhone, iPad, thì chiếc iPhone chơi mở đấu trường chân lý mobile sẽ bắt đầu từ iPhone 6S trở lên. Với cấu hình 2GB RAM, chip Apple A9 2 nhân, CPU đồ họa PowerVR GT7600, game thủ chắc chắn sẽ có thể chơi mượt đấu trường chân lý mobile. Với các thiết bị Android, đầu tiên hệ điều hành yêu cầu phải từ Android 5 cộng trở lên, yêu cầu RAM từ 2GB đổ lên và CPU từ Snapdragon 439 hoặc MediaTek MT6762 P22 trở lên. Tính năng vé thiên hà và vé thiên hà Plus cũng sẽ được sử dụng cho đấu trường chân lý mobile, kèm theo mục hướng dẫn người chơi mới. Ngoài ra, bên cạnh bản mobile, đấu trường chân lý MOBA cũng sẽ ra mắt cùng lúc. Tuy nhiên, cách đây không lâu, một số nguồn tin cho hay VNG sẽ là nhà phát hành đấu trường chân lý mobile ở Việt Nam, nên một số game thủ Việt vẫn tỏ ra bán tín bán nghi trước thông tin này. Có lẽ tất cả những thắc mắc của game thủ sẽ được giải đáp vào ngày 20 tháng 3. Hy vọng đấu trường chân lý mobile sẽ sớm có mặt trên App Store và Google Play để game thủ sớm được trải nghiệm. Bị cấm khỏi Hàn Quốc nhưng TF Blade vẫn phải thừa nhận vàng Hàn Quốc hay hơn kim cương Bắc Mỹ. TF Blade từ lâu đã nổi tiếng trong giới streamer là một game thủ chuyên leo top 1 thách đấu ở nhiều máy chủ khác nhau. Thậm chí anh chàng còn tự đặt ra thử thách tái lập thành tích này tại tất cả các máy chủ trên thế giới. Dù vậy thì đời không như lời đồn, TF Blade mới đây bị cấm tài khoản vĩnh viễn ở Hàn Quốc. Sau khi bị cấm thì TF Blade đã về quê nhà tại Canada và tiếp tục stream như bình thường. Anh chàng này tỏ ra không hề cái cú chút nào khi bị cấm tài khoản và còn rất vui vẻ chia sẻ về trải nghiệm ở máy chủ Hàn Quốc. Thậm chí khi có người hỏi anh về việc so sánh rank vàng Hàn Quốc và rank vàng Bắc Mỹ thì TF Blade chia sẻ. So sánh vàng Hàn Quốc với Bắc Mỹ á? Để xem nào.
Vàng Hàn Quốc về mặt kỹ năng thuần túy thì tương đương kim cương Bắc Mỹ. Họ hoàn toàn có thể leo tới kim cương nếu họ thực sự muốn chơi nghiêm túc. Tôi nghĩ là kỹ năng người chơi Hàn Quốc đơn giản là giỏi hơn mà thôi. Bên cạnh đó thì ping ở Hàn Quốc cực kỳ ổn định nữa, luôn ở con số 9. Tôi thậm chí còn đang chơi ping 17 và có thể lên xuống bất kỳ lúc nào. Here we play with 70 ping. If you're in US and your ping is never constant, it keeps going up and down. Riot hé lộ thêm 5 thiên hà mới trong đấu trường chân lý mùa 3. Bên cạnh những vị tướng, tộc hệ mới hay các linh thú, sàn đấu mới, đấu trường chân lý vô hạn thiên hà được Riot giới thiệu sẽ có cơ chế mới vô cùng đặc biệt là các thiên hà hay vũ trụ. Với cơ bản thì mỗi một ván đấu, bạn sẽ bị đưa tới một thiên hà khác nhau và ở đó có những luật lệ riêng. Nhiệm vụ của người chơi là tận dụng lợi thế mang lại từ điều đấy để tìm ra chiến thuật tốt nhất. Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm trên BBE thì chỉ có đúng thiên hà Nico được ra mắt mà thôi. Vì vậy, trong thông báo mới nhất của Riot Mordor, thiết kế trưởng đấu trường chân lý, anh đã chia sẻ thêm có rất nhiều thiên hà mới sắp đổ bộ vào game. Theo đó thì sẽ không có thiên hà nào được áp dụng ở bản 10.6 cả, và cơ chế này chỉ áp dụng từ 10.7 trở đi. Nguyên nhân thì khá rõ ràng, một phiên bản kéo dài 2 tuần là thời gian để game thủ làm quen với những tướng, tộc, hệ mới của mùa 3, đặc biệt với những người chưa chơi trên máy chủ BBE. Cuối cùng thì ở bản 10.7, có thể là 10.8, là 5 thiên hà rất có thể bạn sẽ được trải nghiệm. Vũ trụ Nico bắt đầu ván đấu với 2 Nico trợ giúp. Tinh Vân Tím, Lilac Nebula. Vòng chọn chung đầu tiên sẽ toàn là tướng 4 tiền. Trạm trao đổi, Chess Sector. Lần roll đầu tiên mỗi round sẽ không tốn tiền. Thiên hà siêu trọng, Super Dance Galaxy. Game thủ sẽ nhận thêm giáp thiên nhiên khi linh thú đạt cấp 5. Linh thú khổng lồ, Not So Little Legends. Linh thú sẽ to hơn và có nhiều máu hơn. Dopa dính căn bệnh ám ảnh cưỡng chế vì con chuột xài 8 năm. Nếu là một fan cứng của Dopa, hẳn bạn sẽ nhận ra trong thời gian gần đây, hot streamer liên minh này thường hay gián đoạn lịch stream vì những lý do cá nhân. Cá biết là vừa qua, anh đã không livestream trong gần một tuần, và điều này làm dấy lên những sự lo lắng trong cộng đồng fan, bởi họ không rõ liệu Dopa có đang gặp vấn đề gì quá trắc trở đến nỗi phải liên tục hủy bỏ lịch trình công việc của bản thân. Để đáp lại sự quan tâm của người hâm mộ, mới đây Dopa đã đăng tải một status trình bày rõ sự tình trên trang Weibo cá nhân. Theo đó, việc ngừng stream của anh trong thời gian qua là do vấn đề sức khỏe. Tuy không nói thẳng vấn đề này, nhưng ai cũng hiểu vấn đề tâm lý mà Dopa nhắc đến trong bài viết có liên quan tới hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà anh mắc phải. Tôi đã nghỉ livestream từ ngày 11 tháng 3 đến nay, mà lý do là bởi con chuột của tôi có vấn đề, nó đã bị xước. Tôi dùng con chuột này 8 năm rồi. Tay phải của tôi đã quá quen thuộc với từng đường nét của nó, nên tôi chưa từng nghĩ đến chuyện vứt nó đi, dù đã thử dùng một con chuột khác cùng loại. Giờ nó bị như thế này, tôi cố lờ đi rồi nhưng mà không thể. Vết xước khiến cảm giác khi cầm chuột không còn được như trước. Tôi vô cùng tuyệt vọng và chỉ muốn chết cho xong. Tôi không thể tìm được cách nào diễn tả chính xác hơn về cảm giác đấy. Tôi định cứ để nó như thế rồi try hard xem có quen được không. Nếu không thể vượt qua cảm giác này, tôi nghĩ là thực sự mình sẽ phải thay con chuột mới. Nhưng mà cái này tôi cũng nhạy cảm lắm. Rồi không biết quá trình làm quen sẽ mất bao lâu nữa, mà kể cả quen đi nữa thì cũng có khi tôi sẽ chẳng thể chơi tốt như trước. Tôi đang rất lo lắng. Thế nên nhất định tôi sẽ tìm cách sửa nó bằng được, trước khi giải quyết vấn đề bằng cách khác. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới khán giả và những người đã chờ đợi xem stream của tôi. Nhưng tôi cam đoan là sẽ giải quyết được khó khăn này và sớm stream trở lại. Dopa cũng từng chia sẻ, anh chỉ thích ăn những món ăn của chị gái nấu do chúng phù hợp với khẩu vị của mình. Và lần này, vấn đề về con chuột đã được anh sử dụng trong suốt 8 năm đã khiến hội chứng này của anh trở nên nặng hơn. Nói qua về biểu hiện của hội chứng ám ảnh cưỡng chế và ảnh hưởng của nó đối với các tuyển thủ chuyên nghiệp như Pawn, Zeros hay streamer như Dopa, hội chứng này có thể được xem là một dạng stress. Người mắc sẽ thường bồn chồn, lo lắng với những lý do rất nhỏ trong cuộc sống, và thường thực hiện những hành động ép buộc sự việc, sự vật nào đấy vào khuôn khổ để giảm bớt căng thẳng. Cái này là học hướng lên dũng ra mà.
Riot ngầm xác nhận Zuen là kẻ đã gửi Fiddlestick tới để hủy diệt Demacia. Trong clip bí ẩn liên minh bọn mình vừa thực hiện có nhắc tới giả thuyết Zuen, kẻ lãnh đạo tối cao của Noxus và có liên quan tới Fiddlestick, chính là kẻ đã gửi gã bù nhìn này tới Demacia như trong trailer. Tuy nhiên nó chỉ dừng ở mức độ phỏng đoán mà thôi. Thế nhưng trong lời thoại của Fiddlestick mới được công bố, nó dường như không còn là giả thuyết nữa. Như chúng ta có thể thấy, phần lớn lời thoại của Fiddlestick là nhai lại những lời cuối cùng hoặc chính câu nói của các tướng nhằm mục đích mang tới nỗi sợ cho họ. Tuy nhiên với Zuen lại khác hoàn toàn. Fiddlestick gọi chỉ huy tối cao của Noxus bằng cái tên Raum với một giọng điệu khác hoàn toàn. Đây là cái tên chưa từng xuất hiện trong liên minh. Sau khi tìm hiểu thì chúng ta biết được Raum là tên một con quỷ. Hắn đứng thứ 40 trong 72 con quỷ của Solomon. Theo miêu tả thì Raum là một bá tước thường xuất hiện như một con quạ nhưng sẽ chuyển dạng người nếu được ra lệnh. Hắn ta đánh cắp kho báu, kể cả từ những vị vua và mang nó từ bất kỳ đâu. Hắn ta phá hủy các thành phố và cả niềm kiêu hãnh của những người đàn ông. Biết rõ quá khứ, hiện tại và tương lai, còn có thể làm cho kẻ thù và bạn bè bắt tay với nhau. Trước khi sa ngã, hắn ta là thành viên của Hội đồng Thiên Thần có tên là Thrones. Hắn ta đang nắm giữ 30 quân đoàn quỷ trong tay. Với những chi tiết như có thể biến hình, xuất hiện với hình dạng quạ, hay là một kẻ cai quản một lực lượng quân đội khổng lồ. Tất cả những thứ này đều giống với Zuen, chỉ huy tối cao của Noxus. Với việc Fiddlestick gọi Zuen bằng tên của một con quỷ quyền lực như vậy, rất có thể hắn ta đang sợ hãi Zuen và phải phục tùng vì một mục đích nào đấy. Mục đích hợp lý duy nhất hiện tại đó là phá hủy Demacia, nơi mà Fiddlestick xuất hiện trong trailer. Bình luận viên Hoàng Luân thông báo tự cách ly. Mới đây, tình hình dịch bệnh cũng đã ảnh hưởng trực tiếp tới một nhân vật có tiếng trong làng Liên minh Việt Nam, đó là bình luận viên Hoàng Luân, khi anh đã phải tự cách ly ở nhà để các nhân viên y tế theo dõi sức khỏe. Đây quả thực là một tin không vui đối với cộng đồng Liên minh Việt Nam, khi trong thời gian tới, người hâm mộ sẽ không thể được chứng kiến bình luận viên kỳ cựu này tham gia bình luận những trận đấu thuộc khuôn khổ VCS. Chính trong livestream mới nhất trên YouTube ngày 15 tháng 3, bình luận viên Hoàng Luân đã chia sẻ: do có tiếp xúc với F4 của bệnh nhân số 54 nên theo như phân loại thì anh sẽ là đối tượng lây nhiễm F5 và sẽ phải tiến hành tự cách ly ở nhà theo quy định. Ở đây thì mình đang là F5. F5 tức là sao? F5 tức là bệnh nhân số 54 á, đi trên một chuyến bay. Trên chuyến bay đó có một người, thì người đó là F1. Ở trong công ty của người đó thì có một người tiếp xúc, thì người tiếp xúc đó là F2. Người F2 có đi gặp một thằng, thằng đó là F3. Thằng F3 đó có gặp một thằng khác, thằng đó là F4. Mình có nói chuyện trong vòng hơn một phút với thằng F4 đó, không có tiếp xúc trực tiếp. Nó đưa cho mình tờ giấy, nó đưa cho mình cây viết, mình ký lên tờ giấy đó, mình trả lại cho nó cây viết với tờ giấy. Và thế là mình là F5. Vậy bạn nghĩ sao về những thông tin mới này? Hãy để lại bình luận của mình bây giờ nhé.